các bạn. Hôm nay mình Piano sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể tremolo, có nghĩa là lấy hai nốt nhạc liên tiếp nhau cho nó thật là tinh tế, thật là réo rắt và hiệu quả nha. Mình sẽ lấy tác phẩm âm nhạc Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để hướng dẫn cho các bạn nha. Đó, các bạn thấy mình lấy không? Đó, mình đang lấy rê pha với si dáng rê. Đó. Các bạn nhớ là khi lấy thì chúng ta phải lấy từ nhỏ lên lớn và sau đó nhỏ lại. Rồi sau đó chúng ta lại nhỏ, rồi lớn lên và nhỏ lại. Các bạn cứ tập từ từ thôi, tập từ chậm cho đến nhanh dần lên. Và thậm chí khi mà các bạn lấy thực sự đó, thì các bạn cũng đừng có lấy nhanh nha, mà các bạn phải bắt đầu từ nhỏ và chậm, rồi sau đó lớn dần lên là chúng ta dồn nhịp, rồi sau đó chúng ta lại nhẹ lại, rồi sau đó chúng ta qua một cái tremolo khác nha. Các bạn cứ tập đi tập lại nhiều lần như vậy đó. Khi mà đàn Để Gió Cuốn Đi á, các bạn nhớ là tay trái mình đàn đơn giản thôi, vì mình đang tập tạo cái màu sắc âm thanh cũng như tập cái kỹ thuật tremolo mà, nên cứ tập rất là đơn giản tay trái, còn tay phải tập trung vào tập tremolo và đừng đi đường lại, đừng đi đường lại thật là nhiều đó. Các bạn thấy mình lấy không đó, tập riêng như vậy mình cũng phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần thì mình mới quen được những cái tremolo, những cái lấy đó các bạn à. Đây là cái đoạn nhạc gọi là nhạc đoạn là nối đúng không, đoạn ad lib beatum. Mình có thói quen là khi tập một kỹ thuật nào đó mới, mình sẽ tập đi tập lại rất là nhiều lần. Và một đoạn nhạc mình cũng sẽ đàn đi đàn lại rất là nhiều lần với cái kỹ thuật ngón ấy. Thì tremolo cũng là một kỹ thuật ngón rất là phổ biến trong việc mà chúng ta lãnh hội nghệ thuật trình diễn piano đúng không? Nên các bạn sẽ phải đàn đi đàn lại bên này. Một ngày có thể phải đàn được 10 lần, hoặc nếu được là lên gấp đôi như vậy là 20 lần luôn các bạn. Practice make perfect. Đó, các bạn thấy không? Mình tremolo nãy giờ rất là nhiều lần rồi đó, để cho các bạn có thể hiểu được là vì sao mà mình có thể tremolo được một cách rất là thoải mái, rất là tự nhiên và mình master nó được. Bởi vì mình luyện tập rất là nhiều đó các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào tremolo lấy quãng 3, rồi quãng 4, rồi quãng 2 đúng không? Lần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các kỹ thuật khác nữa. Các bạn nhớ tập nha. Hy vọng là video clip này hỗ trợ cho các bạn nhiều trong việc luyện tập đó. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn chơi nhạc thật vui và lan tỏa yêu thương qua âm nhạc piano như Mạnh nha. Enjoy!